Xuân Hồng xin thân ái chào tất cả quý vị đang xem cái show Lửa Hồng. Theo như quý vị email Xuân Hồng đông ơi là đông để yêu cầu những cái món dưa chua, dưa giá để mình ăn vào dịp Tết á. Thì hôm nay Xuân Hồng mời quý vị vào bếp để làm hai món hoặc là ba món tùy theo ý thích của quý vị, đó là món dưa cải muối chua và dưa giá. Xin mời quý vị vào bếp. Ngày Tết đến thì thường mình có những cái món ăn mặn như là giò thủ nè, thịt đông nè, bánh chưng, bánh tét phải không nè. Cho nên là thường mình phải cần những món dưa chua, dưa giá thì để ăn với thịt kho tàu, còn dưa cải muối chua mình ăn với thịt đông hoặc là ăn với giò thủ cũng ngon, để cho đỡ ngán đó quý vị, nó ngon nữa. Mà hôm nay thì cái show đặc biệt ngày hôm nay Xuân Hồng với quý vị sẽ làm dưa cải muối chua và dưa giá để mình ăn với những món ăn ngày Tết nha quý vị. Mà thật ra không phải từ ngày Tết đâu, ngày thường cũng được vậy. Ngày thường mình ăn mấy món này cũng không chết luôn hơn nè. Và bây giờ Xuân Hồng với quý vị làm mấy món nha. Cái món dưa cải muối chua làm trước nè quý vị. Thì đây là những cái bắp cải muối chua quý vị mua ngoài chợ về. Lựa cái bắp cải mà đừng nó non quá cũng không ngon, mà già quá cũng không ngon, vừa vừa thôi quý vị. Mà mùa này lạnh cái dưa cải muối chua nó bó lại ngon quý vị ha, ngon ghê đó. Thì bây giờ mình sẽ làm nha. Quý vị nhớ tách ra từng lá. Ở ngoài Việt Nam hồi xưa mẹ Xuân Hồng làm á, thì mùa Tết đến á, muối dưa cải muối chua nguyên một vại luôn quý vị. Tức là cái lu đó, nguyên một cái lu luôn. Mà mẹ Xuân Hồng là thường thường một cây dưa cải mẹ chẻ là làm hai thôi à. Chẻ làm hai theo chiều dọc là muốn nguyên một cây như vậy. Đến khi nào ăn á, cái vớt ra là mình thái miếng, mình ăn với hoặc là mình nấu canh, mình xào cũng ngon. Còn bên này thì thôi, mình thường ăn ít, không ăn nhiều. Như Việt Nam đó thì mình muối những cái hũ như thế này. Đây là hũ muối chua, dưa cải muối chua Xuân Hồng mới làm có mấy ngày à, chưa có đến quý vị. Tức là nó chưa có bàn ươm lên nhưng mà nó cũng chưa chua rồi. Đó, và đây là dưa giá để mình ăn với thịt kho dưa giá. Thì cái dưa cải muối chua ngày hôm nay Xuân Hồng với quý vị làm á, không có dùng giấm. Tuyệt đối không có dùng giấm. Xuân Hồng không thích dùng giấm, tại dùng giấm vô nó chua, nó sẽ chua gắt. Còn mình làm nó chua một cách tự nhiên, cho nó lên men tự nhiên nó chua. Cho nên là nó ngon, thanh thoát lắm, mặc dù mấy cái thời gian nó chua lâu hơn. Nếu mùa hè quý vị làm thì nhanh lắm, 3-4 ngày là ăn được, mùa đông thì có thể là cả 6-7 ngày tuần. Nhưng mà nó ngon quý vị, nó ngon hơn là mình dùng giấm nhiều. Thì đây là những cây dưa cải nè, quý vị thấy là tươi rói ha. Quý vị tắt ra từng lá, nếu quý vị muốn để nguyên tàu cũng được. Còn muốn giống Xuân Hồng thì cắt một từng miếng cho vừa ăn cho rồi ha. Đó, ngon chưa? Thì mấy cái cây này Xuân Hồng thích lắm, mà cái lõi ở trong này mình không những muối chua mà luộc ăn cũng ngon lắm quý vị. Nó hơi đắng nhẫn ngon á, chấm nước thịt kho đó, ha. Rồi sau khi mà tắt từng lá xong, quý vị sẽ đem đi rửa thiệt là sạch, rồi mình mới thái ra từng khúc vừa ăn. Sau đó quý vị sấy trong oven. Ví dụ cái oven của quý vị turn on lên 200 độ, sau đó quý vị cho vào, quý vị sấy khoảng 3-4 tiếng đồng hồ cho nó héo xuống. Hoặc là quý vị làm theo cách Xuân Hồng cũng nhanh lắm, là mình trụng qua cái nước nóng, cái nước cho cái sinh nha quý vị. Nóng như thế nào, nóng đến độ mà cái tay quý vị rờ là quý vị chịu được, chứ không phải là nóng mà rờ rờ tay luôn, giật tay ra làm là cái dưa cải mà nó chín mất. Tức là nóng nhưng mà cái tay mình rờ qua mình vẫn chịu được. Ngâm cái dưa cải trong cái nước nóng mà tay mình rờ được trong cái sinh á, khoảng 15 phút đồng hồ, sau đó vớt ra để lên cái rổ cho ráo nước, rồi mình đi muối dưa cũng giòn cũng ngon lắm, không cần sấy. Nhưng mà tất nhiên nếu mà mình có thời gian mình sấy là phải ngon hơn rồi, đúng không ạ? Nó tuyệt vời hơn rồi. Đó, tao bây giờ Xuân Hồng tiếp tục là lấy những cái bắp cải ra. Wow, ngon quá quý vị, thích ha. Còn những cái mùa Tết này cái bắp cải cũng ngon, riêng dưa cải muối chua cũng ngon. Rồi sau đó quý vị nhớ đi rửa sạch sẽ, là mình sẽ thái miếng vừa ăn, trụn qua nước ăn nóng nóng, hoặc là quý vị sấy trên oven cho héo thì mình muối dưa chua. Và muối chua với cái công thức như thế nào, bao nhiêu đường, bao nhiêu muối, bao nhiêu nước, quý vị nhớ theo dõi cái show Lửa Hồng ngày hôm nay nha. Xuân Hồng với quý vị đang làm món dưa cải muối chua mà không dùng giấm, làm theo cách thuần túy như ở Việt Nam vậy. Rồi bây giờ Xuân Hồng đi rửa nè quý vị. Sau khi Xuân Hồng rửa xong rồi, Xuân Hồng sẽ trụng qua nước sôi, phải nước sôi, nước nóng trong cái sinh á. Mình ngâm chút xíu rồi mình mới để ráo, rồi mình pha nước để mà mình muối dưa cải muối chua. Và cái món tiếp theo trong cái show ngày hôm nay luôn đó là dưa giá. Thì dưa giá quý vị cần có nè, cà rốt nè, hẹ nè quý vị. Đây là hẹ Xuân Hồng đã rửa sạch, cắt từng khúc vừa ăn như thế này. Tại dưa giá không thể là thiếu hẹ được. Rồi Xuân Hồng cho thêm một ít hành lá để cho thơm thơm. Rồi đây có giá ha. Và cái dưa cải muối chua Xuân Hồng quên nói là phải có hành tím nó mới thơm quý vị. Quý vị thấy cái hũ dưa cải của Xuân Hồng có hành tím nè, mới thơm phức lên. Và bây giờ là Xuân Hồng cũng sơ chế qua cái dưa giá luôn nha. Mình sẽ gọt vỏ này quý vị, cà rốt mình gọt vỏ.
Sau khi mình gọt vỏ, mình bào sợi cà rốt ra trộn với giá, cũng đi rửa sạch sẽ luôn. Và như giá mình không có cần rửa bằng nước nóng mà rửa bằng nước lạnh nha quý vị. Đó, quý vị thấy là bây giờ Xuân Hồng sẽ bào vào đây cho quý vị xem nè. Đây là con dao bào nè, mình bào thành sợi nè quý vị. Hồi đó mình trộn với giá luôn, cho nên quý vị vào ngay là cái rổ giá như thế này. Và với liều lượng là khoảng 2 pound giá, quý vị dùng 2 củ cà rốt cho Xuân Hồng. Mà nhiều thế cũng do ý thức của mình nữa, miếng cà rốt nhiều thì cho nhiều, miếng giá nhiều thì cho nhiều ha. Mà cái món thịt kho dưa giá thì làm sao mà thiếu dưa giá được quý vị. Ngon vô cùng. Mà đến đây tự nhiên Xuân Hồng thèm cuốn một cuốn mà cái bằng thịt kho dưa giá, rồi cho giá vô cuốn chặt lại cắm cái miếng thịt kho quý vị ha. Ngon dữ sợ. Công nhận ngày Tết Việt Nam mình có rất là nhiều món ăn ngon đó nha. Mà Xuân Hồng nghĩ không phải ngày Tết đâu, ngày thường ăn cũng ngon vậy. Rồi thôi bây giờ quý vị chờ Xuân Hồng chút xíu để Xuân Hồng bào dưa, bào củ cà rốt ra để mình làm dưa giá nè. Rồi đi rửa cái dưa cải để mình làm dưa cải muối chua nè. Và nếu như quý vị thích thì cũng công thức cái nước để mà mình muối dưa giá, quý vị có thể muối dưa bắp cải đó quý vị. Bắp cải quý vị muối với lại rau răm với cừng nước cũng ngon lắm, theo kiểu người Bắc đó. Ăn cái thịt đông dưa cừng này nọ nó ngon ha. Và cái món thịt đông với giò thủ này nọ thì Xuân Hồng đã cùng với quý vị làm trên show rồi. Xuân Hồng cảm ơn quý vị nhiều đã ủng hộ cái show Lửa Hồng trong suốt thời gian qua và ủng hộ nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng nha. Cảm ơn quý vị nhiều. Quý vị thân mến, chúng ta đang làm món dưa cải muối chua và dưa giá để ăn vào những dịp Tết hoặc là ngày thường ăn cũng ngon, vậy quý vị ha, ăn với lại thịt kho tàu hoặc là dưa cải muối chua, quý vị chế biến với nhiều món ăn lắm. Nào là dưa cải muối chua mà xào với heo quay cũng ngon, dưa cải muối chua mình nấu canh với sườn non cũng ngon, hoặc là mình xào với thịt bò cũng ngon quý vị, kho với cá cũng ngon nữa, tuyệt vời, có nhiều món ngon làm từ dưa cải muối chua lắm. Thì đây là quý vị thấy dưa cải Xuân Hồng đã trụng qua cái nước nóng nóng nè quý vị, tức là mình cho nước nóng vô từ cái sinh thôi, mà tay mình rờ là quý vị thấy nóng nhưng mà mình chịu được, nóng nhưng mà chịu được nha, chứ mà giật ra là không phải là nó sôi rồi. Quý vị thấy cái dưa rau của Xuân Hồng đổi màu rồi, thấy không, nó màu đậm đậm đó. Rồi bây giờ bước kế tiếp là Xuân Hồng sẽ cho vào hũ. Cái hũ thì quý vị nhớ là chỗ nào cũng được, hũ nhựa hoặc là hũ thủy tinh á, quý vị cho vào rửa thịt xong nhớ là để thật là khô ráo mình cho vào hũ nha. Cái này Xuân Hồng làm ít ít để cho quý vị xem thôi. Và trong cái mùa đông thì quý vị làm như cải muối chua theo cách Xuân Hồng cũng phải lắm 5-6 ngày hoặc là 7 ngày mới ăn được, tại vì mùa đông mà, còn mùa hè 3-4 ngày rồi quý vị. Nhớ là cho tí nữa Xuân Hồng lại cắt ít củ hành tím nữa nha. Hành tím luôn. Đó, quý vị thấy ngon ha, thích gì đâu. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ cho vài lá hành tím luôn. Phải có hành tím, đi cả muối chua không thể nào thiếu hành tím được đâu quý vị. Đây nè, những cái hành tím mà hành hương á, mình gọt vỏ mình rửa sạch sẽ, cái mình để nguyên củ cũng được hoặc là thái lát ra nha quý vị. Nhiều ít tùy theo ý thích của mình. Rồi bây giờ Xuân Hồng với quý vị sẽ pha cái nước để mình làm cái dưa cải muối chua nha. Cái công thức cách pha làm sao đây, và Xuân Hồng cũng cho quý vị cái liều lượng rõ ràng. Thì với liều lượng cái công thức ngày hôm nay để muối dưa cải muối chua không dùng giấm, Xuân Hồng dùng 2 lít nước, 2 muỗng canh đầy muối và 4 muỗng canh đường. Muỗng canh là muỗng này đi quý vị, mình ăn cơm á. Đó, quý vị thấy là với cái công thức này quý vị dùng không dùng tí giấm nào mà muối dưa cải muối chua như vậy, để nó chua một cách tự nhiên, nó thanh thoát, nó ngon lắm, mà bảo đảm là cải không bị úng. Cải bị úng là do quý vị trụng vào cái nước nó quá nóng, nó quá sôi đi thì cải mình nó chín, nó úng. Cái thứ nhất. Cái thứ hai á, Xuân Hồng không có tin, nhiều khi mẹ nói là phải ngày nào đó làm dưa nó mới ngon, còn ngày nào đó làm dưa nó không ngon. Cái này chứ Xuân Hồng không có tin, tại Xuân Hồng là 10 lần là 10 lần chua hết mà. Thôi bây giờ Xuân Hồng đông vào đây là 2 cái lít nước nha. Thì cái này là có 1 lít thôi. Hoặc là quý vị theo cái công thức này, quý vị dùng 1 lít nước, 1 muỗng canh đầy muối và 2 muỗng canh đường cát. Đó, như vậy cũng được nha. Xuân Hồng dùng 1 muỗng canh muối này quý vị, lùm lùm như thế này, không có đầy, không có gạt, nhưng mà cũng không có bơ nha, không phải đầy tràn. Rồi 2 muỗng canh đường cát này quý vị, đường cát cũng băng giống như muối này. Đó, coi như là 1 lít nước, 1 muỗng canh muối và 2 muỗng canh đường, khuấy tan lên. Quý vị không cần đun sôi đâu quý vị, nếu quý vị cẩn thận có thể là đun cái nước cái muối với lại đường cho sôi, để thiệt là nguội rồi mình muối dư thì tuyệt vời rồi.
nhưng mà Xuân Hồng thấy không có cần, rau dưa vẫn ngon như thường. Và đối với Xuân Hồng thì những cái món ăn là mình làm sao mà nấu mà mình để dành thật là nhiều thời gian, đúng không nè, thời gian quý hiếm quá, mình cứ một món ăn thích tham lâu quá cũng không nên nữa, cho nên những cái món ăn của Xuân Hồng quý vị thấy là rất là nhanh gọn lẹ, đúng không? Rồi Xuân Hồng nhắc lại là một muỗng, một lít nước, một muỗng canh muối và hai muỗng canh đường đó. Xuân Hồng đong một lít rồi, quý vị thấy bây giờ đong tiếp một lít nữa nha. Còn nếu quý vị có cái bình thì mình đong rồi 2 lít 3 lít cho nó nhanh vậy đó. Đó, đây là đường nè quý vị, hai muỗng canh đường cát nè, một muỗng canh muối nè. Cái công thức thì đơn giản vậy, nhưng mà để có một cái công thức chính xác như vậy Xuân Hồng phải làm bao nhiêu lần rồi quý vị cũng chưa có vừa ý lắm. Giống như cải muối chua một cách tự nhiên của mình, cứ làm nếm từ từ đến khi vừa ý thì mới ra cái công thức như vậy. Và Xuân Hồng lại một lần nữa lại vui là được share với quý vị và chia sẻ với quý vị những cái món ăn ngon, những cái cách làm giảm tiền mà món ăn này lại ngon miệng. Nước lọc thôi quý vị, một muỗng canh muối và hai muỗng canh đường cát, quý vị hòa tan và cho vào cái dưa cải mình đã ngâm sơ qua với lại nước nóng. Rồi quý vị thấy Xuân Hồng như thế này rồi. Bước kế tiếp là Xuân Hồng cùng với quý vị lấy cái chén nhỏ hoặc là bất cứ cái gì mà mình đè xuống, hoặc là quý vị lấy cái bịch ni lông, bịch ziplock á, quý vị cho nước lạnh vào cột chặt lại rồi cho vào đây để nó đè những cái rau củ này xuống, nó chìm thẳng dưới nước. Thì quý vị cứ để như vậy để nơi thoáng mát trong bếp được rồi, là khoảng mấy ngày sau là ăn được quý vị. Giờ Xuân Hồng đậy nắp lại nè, để qua một bên nè. Đó, quý vị thấy là sẽ mùa hè thì 3 ngày là bàn ươm lên ngon lắm, thơm thì là thơm mà nó chua thanh thoát một cách tự nhiên. Còn mùa đông á, là phải 6 đến 7 ngày thì nó mới thực sự là ngon. Và bước kế tiếp là Xuân Hồng với quý vị sẽ làm dưa giá. Thì dưa giá là Xuân Hồng đã có giá rồi, khoảng 2 phao giá nè, 2 củ cà rốt nè, bào nhuyễn nè, trộn với giá mình rửa thật là sạch nè quý vị, xả nước thật là sạch. Một bó hẹ ha, Xuân Hồng cũng trộn vào giá luôn. Và Tết hoặc là ngày thường có dưa giá ăn với thịt kho cá kho ngon lắm. Mà quý vị đứng ra nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng ăn, quý vị thấy cái món kho món mặn là có một dĩa dưa giá dưa chua quý vị ha, tặng cho quý vị ăn thêm với cơm cho nó ngon miệng đó. Và Xuân Hồng thích cho vào một ít hành lá nè quý vị, hành lá quý vị thích thì để luôn cái gốc như thế này cắt khúc, hoặc là quý vị bỏ khúc đi mình chỉ lấy lá thôi. Có hành vào thì nó ngon lắm, thơm nữa, cái dưa dưa có hành là ngon rồi đó. Xuân Hồng dùng khoảng vài tép hành lá nha. À, nếu thích nữa thì quý vị cho vài củ hành tím mà mình thái mỏng mỏng ra. Tôi bỏ đây luôn, thái cho quý vị xem nè. Đó. Thực ra nấu ăn là tùy theo ý thích của gia đình mình thôi quý vị, không nhất thiết phải giống ai hết trơn. Nhiều cái nhiều món ăn mà mình làm theo cách của mình mà người thân thích là mình cũng nên làm rồi. Đó, và bây giờ Xuân Hồng cũng lấy một cái lọ nè. Xuân Hồng cho vào lọ nhựa hay là thủy tinh tùy theo ý thích của quý vị ha. Cái mình cho dưa giá vào. Rồi đầu mình pha cái nước để mà mình ngâm dưa giá. Và cái công thức để làm cái nước ngâm với dưa giá nó khác hẳn hoàn toàn với lại dưa chua, cho nên quý vị phải theo dõi cái sôi lửa hồng đó thì mình sẽ làm ra những cái món ăn mà cho ngày Tết cũng được, ngày thường cũng được, cũng ngon lắm, mà do chính tay mình làm quý vị ha. Mà cái công thức của Xuân Hồng quý vị thấy chính xác vô cùng đúng không nè. Chính vì vậy mà cái sôi lửa hồng quý vị thương nói là thương, ủng hộ đông ơi là đông là vậy đó. Phải công thức quá rõ ràng đi. À, quý vị không cần mất nhiều thời gian để mà làm nhiều lần thì mới thành công, mà làm theo giống ý Xuân Hồng nói là thành công liền. Đó. Cho dưa giá vào. Ngon chưa quý vị? Và cái cà rốt nhiều hay ít, giá nhiều hay ít, hành hẹ nhiều hay ít là tùy theo ý thích của gia đình mình nha. Rồi Xuân Hồng cho vào đây. Bây giờ Xuân Hồng với quý vị sẽ pha cái nước để mình muối dưa giá. Mà dưa giá thì ăn với thịt kho tàu, kho trứng thì tuyệt vời lắm. Có nhiều cô có email Xuân Hồng hỏi Xuân Hồng là mua những cái rổ với lá bằng tre ở đâu mà dễ thương quá. Nhìn nó có cái hồn của nước Việt Nam mà trong đó quá. Quý vị biết không, Xuân Hồng phải nhờ những người thân, người quen đi Việt Nam về mua đó quý vị. Về Việt Nam rồi mình gửi mua qua đó. Chứ không phải mà tự nhiên mà có đâu đó, tại tha từ Việt Nam qua đó quý vị. Tại Xuân Hồng thích nấu ăn đó, nên hay sưu tầm những cái rổ tre này nọ. Rồi, bây giờ Xuân Hồng đi lấy nước rồi đâu mà tan cái nước, cái công thức share với quý vị cái công thức để muối dưa giá. Và cái công thức để làm dưa giá ngày hôm nay đó quý vị là cứ
một xuân hồng nói một là sao quý vị, là quý vị cứ thấy là một nước giấm, một phần đường và một phần nước vậy thôi quý vị. Cái dưa giá xuân hồng không có cho muối vào thì nó không còn được giòn nữa, cho nên là xuân hồng dùng cái công thức là 1 1 1. Ngay cả nhà hàng xuân hồng cũng dùng cái công thức này luôn. Và quý vị thấy là những cái món, cái nhiều món ăn nhà hàng xuân hồng cũng share với quý vị thật lòng lắm phải không nè. Và xuân hồng muốn quý vị làm là phải thành công, cho nên xuân hồng nhắc lại là cái nước để mình pha muối dưa giá ngày hôm nay đó là một phần giấm, một phần đường và một phần nước. Nó dễ vậy đó quý vị. Bây giờ xuân hồng đong vào đây là một cốc nước này quý vị. Đó, xuân hồng có đồ đong nha cho quý vị xem. Rồi bây giờ xuân hồng cho vào đây là một cốc giấm nè, giấm trắng đó quý vị, giấm loại nào cũng được mà giấm trắng. Rồi xuân hồng đong vào đây là một cốc đường cát. Cái nó rõ ràng ha quý vị. Lấy cốc nha, cái này là nửa cốc nè, xuân hồng đong hai, cái này là coi như là một cốc đường cát. Thì cái dưa giá của mình, cái thành phẩm nó phải chua chua và ngọt đúng không nè, nó mới ngon. Đó, một cốc đường cát, đường quý vị đang vơ vơ cũng được, không cần đầy lắm, nó hòa tan nè quý vị. Xuân Hồng nhắc lại một lần nữa cái công thức để làm dưa giá ngày hôm nay, đó là một cốc giấm, một cốc nước lạnh và một cốc đường cát hòa tan. Quý vị cho vào giá với cà rốt, với hẹ và hành lá, đã cắt sợi ra rồi, cắt khúc ra rồi, thì nhiều hay ít tùy theo ý thích của mình thôi ha. Sau đó mình chế vào nè quý vị, rồi cứ vậy quý vị pha tiếp. Tại vì xuân hồng cái này nhỏ đó, cái xuân hồng phải làm như vậy, với lại muốn làm cho quý vị xem đó mà. Cái nhiều cái thì nếu mà không có làm show thì nhanh lắm quý vị, nhưng mà muốn làm cho quý vị xem là nhiều khi cũng phải như vậy đó. Xuân hồng cho bữa nay, lần này xuân hồng đông 2 cốc nước nè, thì xuân hồng cho 2 cốc giấm nè. Đó, rồi xuân hồng cho vào đây là 2 cốc đường cát nha. Mà quý vị cái dưa giá làm nhanh ăn lắm, mấy tiếng đồng hồ sau quý vị ăn được rồi. Còn không là ngày hôm sau quý vị ăn ngon vô cùng luôn. Nếu thích nữa thì quý vị cho vào tủ lạnh, sau mấy tiếng đồng hồ quý vị cho vào tủ lạnh á, thì mình giữ được lâu lắm, cái dưa giá nó không có bị hôi, nó không có bị chua quá mà lại ngon giòn. Và coi như là cái này của Xuân Hồng là 2 cốc nước, 2 cốc giấm và 2 cốc đường cát nè quý vị. Cái nước này sẽ ngọt ngọt, cái chua ngọt ngọt và tan lên. Chế tất cả vào cái bủ dưa giá của mình, đậy lại quý vị, để bên ngoài mấy tiếng đồng hồ là ăn được rồi. Sau đó quý vị cho vào tủ lạnh mà mình ăn dùm nha, ăn trong vòng 1 tuần cũng còn ngon. Còn dưa cải chua thì quý vị không được để tủ lạnh, để ở ngoài cho đến khi nào chua đúng ý mình thì mình mới để tủ lạnh. Và dưa cải muối chua chút xíu là cuối show Xuân Hồng sẽ cùng với quý vị nhắc lại cái công thức làm dưa cải muối chua mà không dùng giấm. À và không dùng giấm quý vị, cho nó chua một cách tự nhiên. Rồi, hòa tan cho vào quý vị. Thấy cứ như vậy quý vị pha đến khi nào mà ngập thì thôi. Và cũng tương tự như vậy quý vị lấy cái chén nhỏ nhỏ, quý vị cho vào cái hũ để mà đè cái dưa giá của mình ngập trong nước. Hoặc là quý vị lấy cái bịch ziplock á, quý vị cho nước lạnh vào gột chặt lại bằng sợi dây thun, rồi quý vị cho vào đây thì nó đè những cái dưa giá của mình xuống phải không nè. Rồi thế là xong hai món dưa mình ăn trong ngày Tết, quý vị thấy là dễ làm lắm phải không nè. Và bên cạnh đây thì Xuân Hồng, quý vị thấy Xuân Hồng đã có sẵn rồi hai hũ dưa, mà thực sự mà nói cái này chưa ăn được đâu quý vị. Cái này là Xuân Hồng muối cũng 3-4 ngày rồi, tệ lắm 2 ngày nữa mới ăn được, nhưng mà Xuân Hồng làm show vẫn đem ra cho quý vị xem. Còn dưa giá thì ăn được rồi, tại Xuân Hồng làm từ sáng nay. Quý vị thấy nó ngót xuống như vậy đó, mình gắp ra mình ăn với thịt kho ngon lắm quý vị ha. Xuân Hồng hy vọng là quý vị sẽ thích những cái món ăn mà Xuân Hồng share với quý vị trên cái show Lửa Hồng. Xuân Hồng cảm ơn quý vị nhiều lắm, ủng hộ Xuân Hồng đông quá à. Email một ngày Xuân Hồng nhận không biết bao nhiêu cái email hết trơn á. Rồi quý vị gọi ra nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng thăm Xuân Hồng nữa. Mà Xuân Hồng xin lỗi quý vị là có một số quý vị gọi Xuân Hồng không có thời gian trả lời, tại bận quá đó. Xuân Hồng phải luôn bu dưới bếp phụ với lại với chị nấu nướng để phục vụ quý khách đó. Cảm ơn quý vị thiệt là nhiều đã ủng hộ Xuân Hồng trong những cái show Lửa Hồng, ủng hộ nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng. Quý vị nhiều tiểu bang khác đi qua đây cũng ghé vào nhà hàng Nha Trang kiếm Xuân Hồng hết trơn á. Xuân Hồng thấy mình may mắn thiệt. Cảm ơn quý vị thiệt là nhiều và kính chúc quý vị với người thân của mình có một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Và hẹn gặp lại quý vị trong cái show Lửa Hồng lần sau với nhiều món ăn tuyệt vời như thế này nữa. Bye bye quý vị.